Em Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là mùng 5 tháng 3, em làm một video chia sẻ một số loại lan rừng thuần có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị mình cùng theo dõi ạ. Hôm nay em sẽ chia sẻ là quế trắng, quế tím và một số loại lan rừng thuần khác nhá. Đấy, đầu tiên anh chị này, em sẽ đi vào một số cái chậu quế tím. Đây cái size cây quế tím này anh chị này. Em chia như thế này. Nó có tầm khoảng một chậu có tầm khoảng 5 thân nhá. Cái cây như thế này nó đang có nhí nụ rồi. Cây thì sưng nách nụ, cây thì đang nhí được 1 2 3 phân. Cây thì nhí được 4-5 phân. Đấy, nó có sẽ có nhiều giai đoạn nhá. Quế tím này nó sẽ nở ra lai dai từ tháng 3 đến tháng 5 nha anh chị nhá. Đấy, một chậu em chia như thế này, khá là đẹp khi mà mới ở rừng về ấy anh chị ạ. Nó rất là xấu. Đây em ghép thuần lên như thế này là mất tầm khoảng hơn 3 năm rồi. Đấy nhá. Anh chị nào mà muốn sưu tầm thì anh chị lên quế tím cho em nhá. Em sẽ nhặt những cái chậu đẹp đấy gửi cho anh chị nhá. Đây tương đương như thế này. Mướt đẹp luôn. Dễ anh chị thấy không? Em còn nó dài lòng ngoằng ở bên dưới em sẽ quấn lên chậu này. Đấy, đan xen chậu này, rất là nhiều như thế này nhá. Lên cho em quế tím là 160.000 một chậu anh chị nhá. Đấy, giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Em sẽ đi sang một mã là mã cáo thuần nha anh chị nhá. Cáo này là cáo Bắc, cáo Cao Bằng anh chị này. Cái cây này rất là đẹp luôn. Đó nhá. À, hầu hết là cáo em cũng ghép 5 thân anh chị ạ. Ghép 5 thân nha. Đấy, cáo này dễ này, rất là đẹp như thế này. Cáo này thì bây giờ chưa có nụ đâu anh chị nhá. Bây giờ chưa có nụ đâu. Đấy, có quế tím đang có nụ, trồn đang nụ. Mùa này là những cái cây như vậy đang có nụ nha. Đấy, cáo thì em ghép 5 thân. Nếu mà cái cây nào mà ghép 3 thân thì cái thân nó sẽ to hơn cái 5 thân một xíu nhá. Cáo thì em sẽ chia sẻ là đồng giá 200.000 một chậu cáo anh chị này. Xanh mướt luôn, rất là đẹp. Đấy, không phải tự nhiên mà nó xanh mướt được như thế này đâu. Qua quá trình thuần rất là lâu đấy anh chị nhá. Đó. Tiếp đến đây anh chị này, em sẽ lên một số chậu quế trắng nha anh chị nhá. Quế trắng thì hầu hết em ghép 5 thân anh chị ạ. Ghép 5 thân như thế này. Đấy, chậu cây rất là đẹp như thế này. Quế trắng tháng 8 nha chị nhá. Cái này dòng này thì phải tầm tháng 8 nó mới nở hoa cho anh chị nhà mình thưởng thức nha. Lên quế trắng cho em này, một chậu cũng 5 thân như thế này, 300.000 một chậu anh chị nhá. Cái quế trắng này thì cần hoa nó dài lắm. Quế lá xếp, đấy bản lá vừa. Đây anh chị này. Đấy, quế lá xếp nhá, một chậu này cứ 5 thân như thế này này. Em sẽ chọn những chậu đẹp em gửi đi cho anh chị nhá. Đấy. Đó, quế trắng tháng 8 nhá. Thì đây là quế tím nha anh chị nhá. Quế tím thì hầu hết là em thuần hơn 3 năm nay rồi. Cây cũng khá là đẹp luôn nhá. Cây đang nhí ngồng nụ cũng khá là nhiều. Đây, chậu rất là đẹp như thế này. Chỉ có 160.000 một chậu thôi anh chị này. Đấy, thấy đẹp không? Đó nhá. Ở bên sườn đây này anh chị thấy không? Đang có nụ đây này anh chị này. Đang có nhí nụ đây này. Đây là cáo này anh chị này. Cáo thì thường thường em ghép 5 thân anh chị nhá. Đây, thân cây như thế này. Đấy, cây cáo nhá. Cáo này là cáo Cao Bằng nha anh chị ơi. Đây này. Đấy, cái này là em thuần được tầm hơn 3 năm rồi. Anh chị nào mà muốn sưu tầm cáo thì lên cáo cho em nhé. Nói chung là em sẽ nhặt những cái chậu đẹp cho anh chị nhé. Những cái chậu nào mà thân nó to hơn này, em sẽ ghép 3 nha anh chị nhé. Đấy, cứ đồng giá 200.000 một chậu. Anh chị nào mà thích lấy chậu to hơn mà dài thân hơn ấy, là 250 một chậu, nó tầm khoảng độ 7-8 thân nha anh chị nhé. Đấy, đây. Đó, những cái chậu 5 thân như thế này, 200.000 một chậu anh chị nhé. Nhiều chậu là cũng đã ra hoa rồi đấy anh chị nhé. Đấy, cáo Bắc, cáo Cao Bằng thuần vườn, anh chị về chỉ việc treo lên chơi thôi nhá. Khi mà mới mua ở rừng về ấy, bóc rừng á thì cái cây nó xấu lắm anh chị ạ, nó rất là xấu, nó vàng quạch cái anh chị. Để thuần được lên như thế này mất rất là nhiều thời gian nhá, hơn 3 năm đấy. Anh chị muốn sưu tầm thì alo cho em Linh San nhá. Đấy, khá đẹp luôn, xanh mướt luôn. Đây anh chị nhá. Đấy. Quế trắng đây anh chị này, em sẽ chọn những chậu đẹp như thế này gửi cho anh chị nhà mình nhá. Đấy, cứ 300.000 một chậu quế trắng. Đó nha. Đây, cây rất là mướt, rất là đẹp. Em thuần rất là lâu năm rồi, anh chị nhìn thấy cái bộ rễ là anh chị biết đúng không? Đây này, chậu rất là đẹp như thế này. Đó, anh chị thấy không? Đấy, quế trắng tháng 8 nhá. Quế trắng tháng 8, 300.000 một chậu. Ngoài ra thì em cũng sẽ có chồn anh chị ạ. Chồn thì cứ một chậu khoảng 3 đến 5 thân. Em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá là 150.000 một chậu nhá. Chồn bây giờ đang nhí nụ rất là nhiều đấy anh chị ạ. Đó, quế tím này. Đấy, chồn đang nhí nụ đây anh chị thấy không? Đấy, cây đang nhí nụ một loạt luôn này này. Đó, nụ này anh chị này. Rồi đây anh chị này, có những cái chậu hoàng nhạn như thế này nhá. Thuần rất là lâu rồi, nó chỉ còn một vài ba chậu nữa thôi. Anh chị nào mà lấy thì lên hoàng nhạn một cho em nhá. 160.000 cái chậu. Thuần rất là lâu năm rồi, về chỉ việc treo lên chơi thôi anh chị nhá. Đây, có những cái chậu chậu nhạn này, lá xếp rụt luôn anh chị nhá. Đây, em đưa xuống đây cho anh chị nhà mình xem này. Đấy, những chậu như này cũng lên cho em 170.000 một chậu nhá. Cái này có 2 4 6 thân, xếp rụt luôn anh chị này. Cây rất là đẹp luôn, 7 thân đấy. Đó nhá.